Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng giới hữu trách ở Hoa Lục đã tra tấn ít nhất 2 người ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông trong trại giam. Các cuộc biểu tình đã làm đình trệ vùng lãnh thổ bán tự trị này thuộc Trung Quốc hồi năm ngoái. Ân xá Quốc tế hôm thứ Năm công bố một thông cáo nói rằng ít nhất 27 người ủng hộ các cuộc biểu tình gọi là cuộc cách mạng dù hiện vẫn còn bị giam. Ân xá Quốc tế cho biết một ủng hộ viên nói ông đã bị đá và đánh đập trong buổi thẩm vấn kéo dài 5 ngày liền. Phong trào chiếm trung đã làm đình trệ nhiều đường phố ở Hồng Kông trong hơn 2 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái. Có lúc số người biểu tình đã tăng lên tới hàng chục ngàn người, đặt ra một thách thức chính trị lớn đối với Bắc Kinh. Người biểu tình đòi trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh từ chức và đòi Bắc Kinh đảo ngược quyết định sàng lọc ứng viên cho cuộc tổng tuyển cử năm 2017.